Giờ học mà học này linh tinh thế nhỉ? Hai ta đã linh tinh hẳn chứ. Họ ít sao mà nói với cả sinh viên thôi à. Chạy đọc thật nhé, không lại cô đấy một phút không có mãi dài không mãi dài một phút. Em đặt lúc mặt đây. Đây. Đây, đây, đây. Chị xóa. Chị. Hỏi thật. Anh ấy nhận đây. Giờ học môn văn. Giờ học môn văn. Anh ấy nhận đây. Ủa, mò mò. Này này, thọ có đi con. Thế mà làm gì thì làm, học xong mới làm đúng không? Đang trong giờ học. Chắc cá mình nhỏ hả? Giống say thế. Sao thêm muốn thì tối được chứ. Thì kệ nó chứ. Phim đang hai. Phim này không biết hết đâu. Cũng 5 phút rồi. Thằng cha.
Cha chuẩn à? Cha. Cha chuẩn. Cha. Cha. Đoạn này mới được tìm con. Ui hơi. Thằng này chả biết nấu cái nào nhỉ. Có hai tiết tuần nữa. Cả ngày học 4 tiết cũng chán. Thầy giáo bảo là chạy chương trình. Rồi giờ ra trời chúng mày làm thoải mái đây nhá. Chúng mày buồn cười thật đấy. Đang trong giờ học. Giờ ra chơi à? Ôi, ủa sao thằng trong này giống mày thế? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.